À, bắt đầu ấm lên rồi. À, có cái lò rồi quá. Mấy cái bạn này đi là biết thấy đúng không? Nó chỉ đảm bảo là lửa không lan ra cái chỗ của mình thôi, nghĩa là đảm bảo cái lễ hội nó tổ chức cho an toàn. Dễ sợ. Rồi. Dễ sợ quá ha. Con nhìn sợ lắm á. Mấy con kia cái áo của nó phải chịu nhiệt như sao đấy. Áo thì nhiệt đúng rồi. Chứ đứng đó chịu sao nổi, mình đứng đây mình cảm thấy hơi nóng nữa. Này một tí nó hết chứ mấy nhỉ? Cái cỏ nó cháy ngay. Cái cỏ nó hết thì nó sẽ hết cháy. Nhưng khúc dưới này nó hết rồi. Nghĩa là nó sẽ cháy phạm vi 30 km. Cái đỉnh này trong phạm vi nó sẽ cháy hết phạm vi 30 km là trong cái phạm vi đó. Trong cái đỉnh núi rồi. Giờ cái cháy rừng này khủng khiếp nhỉ? Thì một cháy cỏ rồi mà. Cảm tưởng rung rợn. Này không bao giờ gió nó không lớn, không nhìn chân chân lửa khói không. Hết rồi.